Hóc dị vật là một trong những tai nạn hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Nhưng nếu trẻ đã bị hóc dị vật mà không có cách xử trí kịp thời và đúng cách, thì nguy cơ tử vong rất cao. Có những trường hợp trẻ bị hóc dị vật tưởng chừng rất đơn giản, nhưng do cha mẹ không biết cách sơ cứu đúng cách ngay tại chỗ đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Việc phát hiện khi trẻ bị hóc dị vật và sơ cứu đúng cách sẽ giúp trẻ vượt qua cơn nguy kịch. Cái chết thương tâm do sặc thạch rau câu của bé trai 4 tuổi Trần Cao Khang tại Bình Dương mới đây đã khiến không ít người bàng hoàng. Và đây không phải là vụ tai nạn chết người đầu tiên do thạch gây ra. Mới đây, một bé trai 6 tháng tuổi ở Kiến Sương, Thái Bình đã tử vong do bị hóc hạt vải. Mặc dù được phát hiện kịp thời, nhưng gia đình đã không cứu được. Em bé tử vong chỉ sau đó ít phút. Đây không phải là lần đầu tiên những trẻ bị hóc hạt vải hay thạch. Các bác sĩ khuyến cáo, những trường hợp trẻ hóc dị vật như trên không phải hiếm gặp, bởi đối với các bé, khi đang ở độ tuổi hiếu động, thì cái gì chúng thích cũng có thể cho vào miệng. Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn ở trẻ khác xảy ra mà nguyên nhân chính là do mắc nghẹn dẫn đến tử vong hoặc để lại những di chứng nghiêm trọng sau này. Các bác sĩ cho biết đây là tai nạn mà nếu không nhận biết và xử trí kịp thời, đúng cách, có thể gây ra hậu quả đáng tiếc. Đối với dị vật đường thở thì ngay lập tức nếu chúng ta không cấp cứu kịp thời thì có thể nguy hiểm đến trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân. Ngoài ra, khi dị vật đường thở rơi vào đường thở thì sẽ phải gây tổn thương tới toàn bộ hệ thống đường thở, như tổn thương dây thanh âm, tổn thương về hệ thống khí quản, phế quản. Và khi dị vật đường thở rơi xuống bên dưới thì có thể gây ra các biểu hiện về tổn thương về phế nang, các tiểu phế quản. Vì chúng ta đều biết là dị vật đường thở thường là các vật hoàn toàn không sạch sẽ, do vậy cho nên có thể gây ra nhiễm trùng. Những trường hợp mà dị vật đường thở mà để lâu có thể gây ra áp xe hoặc là viêm phổi. Chúng tôi đã gặp một số những trường hợp mà dị vật đường thở để lâu ngày và gây áp xe hóa, gây viêm phổi. Trẻ đang ăn uống ngậm chơi những đồ vật nhỏ, đột ngột ho sặc sụa, khó thở, trợn mắt, mặt tím tái. Tình trạng hít sặc có thể chỉ thoáng qua như trẻ ho vài tiếng, tím nhẹ rồi tự hết. Nhưng có những trường hợp trẻ tím tái nặng, ngưng thở và tử vong. Nếu dị vật bít một phần đường thở, trẻ sẽ thở rít kèm theo ho rũ rượi. Sau đó, trẻ trở lại bình thường. Thỉnh thoảng xuất hiện những đợt ho sặc tương tự trở lại, rất dễ tử vong trong giai đoạn này. Nếu không phát hiện được tình huống điển hình như trên, nhiều ngày sau trẻ thường nhập viện vì trạng thái viêm phổi tái phát kéo dài do có dị vật đường thở bị bỏ quên. Đối với dị vật đường thở thì ngay lập tức nếu chúng ta không cấp cứu kịp thời thì có thể nguy hiểm đến trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân. Ngoài ra, khi dị vật đường thở rơi vào đường thở thì sẽ phải gây tổn thương tới toàn bộ hệ thống đường thở, như tổn thương dây thanh âm, tổn thương về hệ thống khí quản, phế quản. Và khi dị vật đường thở rơi xuống bên dưới thì có thể gây ra các biểu hiện về tổn thương về phế nang, các tiểu phế quản. Vì chúng ta đều biết là dị vật đường thở thường là các vật hoàn toàn không sạch sẽ, do vậy cho nên có thể gây ra nhiễm trùng. Những trường hợp mà dị vật đường thở mà để lâu có thể gây ra áp xe hoặc là viêm phổi. Chúng tôi đã gặp một số những trường hợp mà dị vật đường thở để lâu ngày và gây áp xe hóa, gây viêm phổi. Khi mà chúng ta đứng cạnh một cháu nhỏ mà thấy cháu nhỏ tự nhiên xuất hiện khó thở, mà tím tái thì ngay lập tức chúng ta kiểm tra xem cháu có bị dị vật đường thở hay không. Biểu hiện đơn giản nhất là chúng ta nhìn cháu thấy tím tái và chúng ta thấy cháu là biểu hiện khó thở và ho sặc sụa. Ngoài ra, một biểu hiện rất là điển hình của các cháu bị dị vật đường thở đấy là có một kiểu thở rất đặc biệt là khó thở vào, giống như tôi mô tả sau đây. Khi mà thấy cháu có một biểu hiện rất là điển hình như thế thì chúng ta ngay lập tức phải nghĩ ngay là cháu sẽ có thể bị dị vật đường thở. Thực tế, hóc dị vật trong đường thở đã khiến nhiều trẻ bị tử vong hoặc để lại những tai biến nặng nề.
nguy cơ trẻ bị hóc luôn rình rập từ rất nhiều những nguyên nhân khác nhau, chưa kể tới những đồ vật xung quanh mà những đồ ăn tưởng chừng như vô hại đều có thể biến thành thứ nguy hiểm có hại cho sức khỏe của bé. Việc sơ cứu vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng tới sự sống còn của trẻ chỉ trong gang tấc, bởi nếu không sơ cứu kịp thời, dị vật sẽ chèn ép đường thở, chỉ sau 5 phút khiến bé ngừng thở. Nhận biết và xử trí đúng hóc dị vật là cực kỳ quan trọng. Cần nghĩ tới dị vật đường thở khi trẻ đang chơi, đang ăn đột nhiên ho, sặc sụa, tím tái, khó thở, ngạt thở, trợn mắt, có thể cố ho, khạc để tống dị vật ra ngoài. Tình trạng này có thể chỉ thoáng qua rồi tự hết, nhưng có những trường hợp trẻ ngưng thở và tử vong ngay sau đó. Bởi vì dị vật đường thở có thể gây tử vong trong vòng một vài phút, do vậy cho nên cái cấp cứu tại chỗ cực kỳ quan trọng. Đối với dị vật đường thở, nguy hiểm nhất chính là khi dị vật nằm ở chỗ vùng thanh quản, tức là nơi cái cửa ngõ của đường thở đi ra. Khi cấp cứu, khi mà chúng ta thấy bệnh nhân có cái dấu hiệu về ngạt thở cấp thì ngay lập tức chúng ta phải tiến hành cấp cứu. Đối với người lớn, thường người ta sử dụng một cái nghiệm pháp gọi là nghiệm pháp Heimlich, tức là sử dụng là một cái người cứu chữa sẽ đứng ở bệnh nhân và sẽ sốc vào bụng bệnh nhân, tạo ra một áp lực mạnh, tăng áp lực trên lồng ngực và đẩy bật dị vật ra ngoài. Còn đối với các cái cháu nhỏ thì chúng ta đặt cháu ở trên tay và chúng ta tiến hành vỗ vào lưng cháu 5 cái, sau đó kiểm tra miệng của cháu, nếu các cái bột hoặc dị vật đã bật ra ngoài, chúng ta dùng tay chúng ta lấy ra và chúng ta tiến hành có thể như ép vào lồng ngực 5 cái nữa và chúng ta kiểm tra khi nào cháu thở được thì thôi. Còn đối với cái dị vật đường thở nằm ở trong hệ thống khí quản và phế quản thì chúng ta nên để cho bệnh nhân nằm ở tư thế thoải mái, sau đó đưa bệnh nhân ổn định đến các cái trung tâm y tế gần nhất để cấp cứu. Khi phát hiện hay nghi ngờ trẻ bị dị vật đường thở, tùy từng trường hợp mà có cách xử trí hợp lý. Cần bình tĩnh, tránh cố gắng móc dị vật ra khỏi miệng trẻ vì chưa chắc đã lấy ra được mà có khi lại đẩy vào sâu hơn. Hơn nữa, việc móc họng có thể dẫn tới nôn ói, trẻ hít sặc lại chất ói lại càng nguy hiểm hơn. Nếu trẻ vẫn tỉnh táo, hồng hào, không khó thở, vẫn khóc được, nói được thì giữ nguyên tư thế ngồi, nhanh chóng mang đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, nếu đúng dị vật đường thở sẽ lấy ra. Nếu trẻ có biểu hiện tím tái, khó thở nặng, ngưng thở, không khóc được, không nói được thì sau khi gọi xe cấp cứu cần phải tiến hành thủ thuật can thiệp kịp thời trong thời gian đợi xe tới. Đối với cháu nhỏ từ 1 đến 4 năm tuổi, đặc biệt là các cháu nhỏ chúng ta rất dễ hay gặp là các cháu nhỏ ăn bị sặc thức ăn hoặc sặc dị vật gây ra ngạt thở cấp. Tình huống xảy ra thường là khi các cháu đang ăn, đang uống cùng với chơi thì đột ngột thấy các cháu tím tái và khó thở dữ dội thì chúng ta phải ngay lập tức phải nghĩ đến dị vật đường thở. Khi đó chúng ta làm một cái ngay lập tức phải cấp cứu tại chỗ, nếu không các cháu sẽ tử vong rất là nhanh. Chúng ta tiến hành đặt các cháu lên trên lòng bàn tay như thế này, đặt úp nó, đây là phía mặt của các cháu và đây là phía lưng. Chúng ta đặt lên lòng bàn tay và bàn tay chúng ta giữ vào phía ngực và cái thân của các cháu thì nằm úp lên cái bàn tay của chúng ta như thế này. Sau đó chúng ta dùng cái tay còn lại chúng ta vỗ vào lưng các cháu 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó chúng ta xoay nghiêng xem là các cháu có thể thở được chưa. Nếu chúng ta thấy ở phía miệng của các cháu có một số các dị vật đến ra, chúng ta có thể dùng ngón tay chúng ta móc và lấy các cái dị vật ra ngoài. Chú ý là các cháu nhỏ chúng ta nên dùng cái ngón tay út, ngón tay nhỏ để chúng ta lấy ra, chứ chứa chúng ta không dùng các ngón tay to vì đôi khi chúng ta lại đẩy dị vật sâu vào trong. Nếu trường hợp thấy các cháu chưa thở, chúng ta lại lật ngửa, các cháu nên sử dụng hai ngón tay đặt vào phía cái xương ức, tức là cái xương phía trước ngực, và chúng ta ấn 5 cái, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó chúng ta xem các cháu có thở được chưa, nếu các cháu chưa thở, chúng ta lại lật úp cháu xuống, đặt cháu lên trên bàn tay và tiến hành chúng ta vỗ vào lưng 5 cái, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó chúng ta kiểm tra xem các cháu đã thở được chưa. Thường thường khi mà vỗ như thế này thì chúng ta đã tạo lên một áp lực lên lồng ngực và đẩy bật các cái dị vật như là bột, sặc bột hoặc là cái hạt ra ngoài đường thở cho các cháu. Với trẻ trên 2 tuổi, có thể dùng biện pháp ép bụng, còn được gọi là phương pháp Heimlich. Bệnh nhân mà ngạt thở cấp thì chúng ta phải biện pháp cấp cứu đầu tiên là sử dụng cái nghiệm pháp Heimlich trong trường hợp bệnh nhân bị ngạt thở. Nếu bệnh nhân bị ngạt thở mà chúng ta không xử trí ngay thì bệnh nhân có thể tử vong ngay trong vòng vài phút. Vì vậy đây là giả sử như đây là một bệnh nhân là đang ăn uống thì bị ngạt thở do tắc đường thở cấp.
chúng ta phải làm nghiệm pháp Hemlich. Mục tiêu của nghiệm pháp này là gây một cái áp lực lên vào trong lồng ngực và đẩy bật cái dị vật ra ngoài. Tôi sẽ làm mẫu cho cái trường hợp này để cho các bạn xem. Chúng ta bắt cái người cấp cứu sẽ đứng sau bệnh nhân và hai tay sẽ đặt khoác vào với nhau và đặt ở phía trước ở bụng vùng mũi của nạn nhân. Sau đó là tiến hành tạo một cái lực đột ngột lên, áp lực lên ổ bụng như thế này. Khi mà tạo một áp lực đột ngột lên ổ bụng thì cái áp lực ở trên bàn tay sẽ đẩy vào áp lực lên lồng ngực và tăng áp lực trong lồng ngực và sẽ đẩy bật ở dị vật ra ngoài đường thở. Trong tình huống bệnh nhân hôn mê và không thở được thì trước tiên phải bắt đầu bằng hà hơi thổi ngạt 2 cái. Nếu dị vật vẫn chưa ra, trẻ vẫn chưa thở được thì cần kết hợp vừa hà hơi thổi ngạt vừa dùng tay ấn cho đến khi dị vật văng ra hoặc bệnh nhân khóc, thở được, hồng hào hơn. Sau khi các bước sơ cứu, nếu dị vật hóc ra được thì vẫn cần phải mang trẻ đến bệnh viện kiểm tra, đề phòng trường hợp trẻ có thể bị sót dị vật. Khi bị hóc bất cứ dị vật nào, trẻ đều có thể bị nguy hiểm tới tính mạng. Hóc thạch hay hạt vải thì khả năng cứu sống càng khó do thạch vào khí quản sẽ bị bít đường thở và rất khó để chọc hút dị vật. Việc sơ cứu ban đầu là rất quan trọng. Cha mẹ tuyệt đối không dùng tay móc họng trẻ. Điều này trong nhiều trường hợp sẽ khiến dị vật đi vào sâu hơn, chảy xước họng gây sưng tấy, trẻ càng khó thở hơn. Phải tiến hành sơ cứu trẻ ngay. Không nên bế trẻ đi tới bệnh viện trong tình trạng tím tái khó thở bởi nguy cơ tử vong ở bé lúc này là rất cao. Hóc dị vật đường thở là một trong những tai nạn cực kỳ nguy hiểm và thường xảy ra ở trẻ. Nguyên nhân chính cũng do cha mẹ bất cẩn, không để ý tới con. Lời khuyên tốt nhất đó là các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần thiết phải để mắt tới trẻ trong mọi lúc, mọi nơi. Bậc phụ huynh nên xây dựng cho con một môi trường an toàn để con có thể phát triển một cách tốt nhất. Trẻ thường hiếu động và tò mò với những vật tròn nhỏ xung quanh và thường rất hay cho vào miệng theo phản xạ. Vì thế, cha mẹ cần hạn chế tối đa những vật nhỏ như hạt hoa quả hay hạt vòng, hạt tròn xuất hiện trong không gian chơi của trẻ. Trong nhà, cha mẹ cần tránh trong tầm với của trẻ những đồ vật dễ làm tổn thương trẻ khiến trẻ bị hóc. Cần tỉnh táo lựa chọn đồ ăn cho bé hay loại bỏ những đồ ăn có nguy cơ ảnh hưởng tới đường thở của bé. Chế biến đồ ăn cho con thật cẩn thận, đặc biệt là với những thực phẩm có xương sống. Đã có những bài học nhói lòng từ những ca hóc dị vật ở trẻ. Nếu phát hiện kịp thời và xử trí đúng cách, trẻ sẽ không bị tử vong hay mắc phải những di chứng sau này.